Xin chào các bạn, trước mắt các bạn đây là kết quả của ngày hôm nay mình đi câu. Thời tiết vào mùa đông khá là lạnh nhưng mà cũng tận dụng ít thời gian để đi câu. Như các bạn đã biết thì mùa này mùa đông nên là các cái khu vực đồng ruộng, khô cạn nước, cho nên là cái việc tìm hang rất là khó. Mình phải đi tìm ở những cái khu vực như là các cái hồ ao, bèo, nước sâu thì mới có hang được. Còn cái vùng như là cánh đồng lúa thì bây giờ đang khá là khô, không có lộ lươn.